Và tin nhật ký cuộc sống tiếp tục với một thông tin về y tế. Thống kê của Bộ Y tế trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Hôm qua cả nước ghi nhận hơn 2.400 ca mắc mới và đây là số mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Nhận định về tình hình dịch hiện nay, ông Ngũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng số ca mắc tăng không có gì bất ngờ, đặc biệt với các tác nhân mới và không ổn định như virus SARS-CoV-2. Cụ thể, theo ông Nghĩa, sự gia tăng số ca mắc không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác, nhất là tại Đông Nam Á. Cũng như bệnh cúm, hàng năm có sự gia tăng, dao động lên xuống theo mùa. Đối với việc gia tăng các ca mắc COVID-19 lần này là do sự xâm nhập của một số biến thể phụ Omicron, chúng có khả năng lây nhiễm rất cao. Thêm vào đó, đây là thời điểm giao mùa nên dịch tễ phát sinh và lây lan. Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin chính thức hay bằng chứng cụ thể nào về khả năng tăng nặng của bệnh nhân nhiễm biến chủng này. Nhóm người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nặng vẫn là những người cao tuổi và những người có bệnh nền hay suy giảm miễn dịch. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo những người có nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh nền, phụ nữ có thai nên đi tiêm mũi vaccine thứ tư. Về nguồn cung vaccine COVID-19 hiện nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được Bộ Y tế giao là đầu mối quản giao và cấp phép vaccine, cũng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề xuất nhu cầu vaccine COVID-19. Viện đã nhận được đề xuất và cấp phát cho các địa phương có nhu cầu sử dụng. Chỉ còn một tuần nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài, vì thế các chuyên gia khuyến cáo việc phòng chống dịch vẫn cần duy trì thường xuyên, đặc biệt là khử khuẩn và khẩu trang. Những ai chưa tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 thì nên tiêm bổ sung để nâng cao hiệu quả bảo vệ.